Nam mô A Di Đà Phật. Hãy ráng tu tâm dưỡng tâm lành, đừng cho ma nghiệp dòng tâm sanh. Quay về cội phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành. Chớ nhiệm trần hoàng đường phấn son, chim bao cuộc thế chẳng thường còn, chỉ bằng nhớ lại câu hầm thề tính ngộ nghe thầy dạy hỡi con. Hỡi con đời tục rất hôi tanh, trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh, mang kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất có yên lành. Thầy thấy con này đắm cõi trần, đường tố lơ làng chẳng ân cần, thương thay công quả tu từ trước, lại muốn bỏ đành gốc cơ thiện nhân, chẳng sớm về nhà lo sám hối, cầu trên Phật tổ giải mê căn, ắt là hồn trẻ còn chi nữa, địa ngục trầm luân cách thương tăng. Nam mô A Di Đà Phật. Giọng đọc của thành hậu nghe truyền cảm quá. Rồi bây giờ cho thầy Dũng được thọ giáo thành hậu 4 câu của trong cái bài mà thành hậu vừa đọc đó. Đó là cái bài cho cô năm võ thì cho cô năm võ thì hợi, thì bốn câu đầu tiên đó thành hậu là hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành. Thì xin mời thanh hậu giải 4 câu của đức thầy đã tặng cho cô năm. Dạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng quý vị, thì vừa qua cái bài này đức thầy viết tức là cho cô năm võ thị hơi thị hợi ở Bạc Liêu, và sau khi đức thầy ra đời giải đạo thì vào thời kỳ đó, tức là những cái người Pháp đặc biệt là nó rất sợ về cái uy tín của đức thầy tràn lan trong đó đây ở miền Tây mình, cho nên nó mới dời đức thầy lưng lô hết chỗ này đến chỗ kia để nhằm mục đích là đừng cho đức thầy gầy dựng một cái mối đạo và bên cạnh đừng có uy tín. Cho nên sau khi đó đó, năm 1942 Pháp nó dời đức thầy xuống tại Bạc Liêu, tức là nhà ông Ký Giỏi. Và tại sao có cơ duyên thế này là lúc đó bà Ký Giỏi là tức là dân gọi là dân Tây, chuyên là đi nhảy đầm,
Thì một hôm nọ bà mới nằm mộng. Bà nằm mộng tự nhiên là bà thấy là ba của bà về, kêu bà nói tại sao con còn ở đây, Phật đã ra đời rồi mà tại sao con ở đây, con ăn chơi à, tại sao không tìm con đường tu hành để mà cứu Cửu Huyền Thất Tổ. Nằm mộng liên tục 3 đêm và cô thấy rằng là ba cô gầy cô quá, tại vì người con cũng có hiếu. Cô giật mình như vậy là không ướt gói hết. Và cô còn nói thêm là cô mới nói rằng dạ thưa ba, thưa cha, con biết Phật đâu mà tìm. Lúc đó là ba của cô Năm Võ Thị Hợi, cô ký giỏi đó, bà ký giỏi đó, mới dẫn lại một cái hồ sen rất là rộng, hồ sen nó rất lớn. Và tự nhiên đâu mà trong một cái hoa sen đứng một người rất là 32 tướng tốt với 80 vẻ đẹp rất là trang nghiêm. Và người đó có ba ngắn cổ. Và bà ký, ông ba của bà ký nói rằng con phải nhìn kỹ, đây là một vị Phật lâm phàm tại đất nước Việt Nam An Giang, con nên dòm kỹ, ai mà như thế này là đó là Phật ra đời nghe con, con nhớ nghe con. Sau khi bà tỉnh mộng là bà nước mắt còn ràn rụa, nói cho mau sau khi bà nói với ông ký á, cho bà để đi tìm Phật. Nhưng mà quý vị ơi, biết Phật đâu mà tìm. Trong mộng thì ba của ông của bà nói lên vậy, như bà biết Phật đâu mà tìm. Nhưng mà bà có một cái linh cảm rằng là Phật thì ở trên núi chứ không có dưới thế. Cho nên bà nói với tài xế riêng chở bà về vùng bảy núi. Đó, chở về tất cả những vùng bảy núi. Nhưng mà đi đến đâu nghe ta đồn ông nào linh bà nào có tiếng tâm hay, ông nào nói đạo giỏi thì đến hết. Nhưng mà cuối cùng không gặp giống y như người trong mộng. Trên ôm một thất vọng não nề từ trên Châu Đốc chạy về. Đi hết vùng bảy núi rồi, từ Châu Đốc chạy về. Thì bà nghe nói á, đi đường về chợ Giàm đó, đi dài về thì người ta mới mách á, là ở gần Hòa Hảo có một vị trẻ tuổi, một ông Phật ra đời. Bà đến đó coi sao, trong bụng bà suy nghĩ rằng mình đã đi không biết ông nhiêu, bao nhiêu ông, bao nhiêu thầy, ông nào cũng đi đến hết, nhưng mà không người giống người trong mộng. Mà quả chăng có một người ở đây, đây là cái điểm cuối cùng là qua phà ăn quà, qua phà năng gù là vậy luôn. Đó, cho nên nhưng mà thôi, còn một hy vọng nào thì bà cứ tìm. Và bà vừa xe vừa ngừng tới tổ đình, trước cửa tổ đình thôi, Đức Thầy đang thuyết pháp ở trong đó. Thì tự nhiên Đức Thầy ở đâu đứng lên và Đức Thầy đi ra ngoài, đi thẳng ra ngoài. Tự nhiên Đức Thầy đi thẳng ra ngoài và chào bà ký. Thì chưa kịp chào bà ký, mở xe ra gặp thì y như cái người bà nằm trong liên tục ba đêm. Trong mộng ha. Dạ, trong mộng của bà là nhìn y như vậy. Thì bà nhìn Đức Thầy từ trên xuống tới dưới bàn chân, thì rõ ràng là người, cái người mà ba của bà kêu nhìn cho kỹ, đứng dưới cái hoa sen kia. Và có ba ngấn cổ, tướng hảo rất là phi phàm. Cho nên tự nhiên bà khóc à. Bà khóc ồ lên, bà khóc như cầm không được. Như vậy thì sau khi bà khóc quá, đồng đạo ở trong tổ đình người ta hay vậy hỏi, ủa ai đâu mà khóc dữ à, đến đổi mà bà cả hoặc là tất cả những cái người trong đó hỏi ai vậy. Đức Thầy mới trả lời đó là cháu của ông Lưu à, tức là Lưu Bị ngày xưa đó. Đó, như vậy thì sau khi mà bà khóc vậy, bà chạy tuốt ở sau hè, Đức Thầy cái bà rửa mặt, mặt vẫn còn khóc đó. Đức Thầy nói thôi khóc bao nhiêu được rồi, thì tự nhiên bà đính. Và nói cho mau, bà kể từ đó bà gặp đúng y như là vị Phật ra đời. Bà về bà phát nguyện quy y, bà tu. Đó, sau khi bà tu một thời gian sau, đến năm 1941 đến năm 1942, Pháp Câu Lưu Đức Thầy dời từ trên qua Sài Gòn, qua Chợ Lớn, dần 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 cuối cùng xuống tại ở Bạc Liêu. 15 tháng 12 ngày xuống tại nhà Bạc Liêu. Đó, nhưng mà sau khi đó là ông ký đó là ông làm là sói phủ Nam Kỳ thời kỳ đó. Cho nên nó là Pháp nó dời xuống đó để chi? Để cho ông giữ Đức Thầy đừng cho ai đến, và Đức Thầy không được thuyết pháp, không được gây uy tín trong quần chúng nữa. Như vậy thì Đức Thầy ở đó, nhưng mà ông ký đó ổng không tu, nhưng mà ổng rất là kính trọng người có học mà. Rất là kính trọng, rất là kính trọng, nhưng mà không thích trong bụng, để bụng thôi. Đó, một hôm nọ Pháp là tại ông làm việc cho Pháp mà, ông ký mà. Đó, ông ký, ông cò, ông nghè, ông cống ngày xưa làm cái chức giống như bây giờ ông tỉnh đâu vậy đó. Đó, như vậy thì tặng cho ông một cái loại trà, trà này thơm lắm, rất là thơm. Đó, thì nhân một buổi trưa khoảng 11 giờ Đức Thầy đang ở trên lầu, thì ông ký á, nói bà ký ơi, bà xuống mời thầy và ra đây uống trà với tôi. Đó, sau khi mời Đức Thầy ra uống trà, Đức Thầy cầm ly trà, ông ký vừa rót đầy ly trà. Đức Thầy theo đúng ra người ta uống, nhưng mà Đức Thầy không uống. Đức Thầy cầm đĩa trà hất ra ngoài sân, hất ngoài sân, hất bỏ. Ông ký làm lạ,
ông này đó giờ mình kính trọng, nghe nói đâu ông là Phật, vợ mình cũng là tôn trọng tôn sùng ông, phát nguyện quy y theo, mà ông khi người quá. Khi người quá, trong tư tưởng miên man thì Đức Thầy nói liền: ông Ký ơi, ông đừng có suy nghĩ miên man, tôi không có lòng là làm đánh mất lòng tự trọng của ông đâu. Tôi hất bia trà đó để tôi chữa cây xăng, cái cây xăng đang cháy ở chợ Bạc Liêu. Ông Ký nghe nói đã ổng cái vụ mà hất bia trà là chưa có tính sổ với ông này nữa, mà nói chuyện ba khơi là chữa cây xăng. Vậy là nghe ông Ký nói, vậy là nghe đồn ở Hòa Hảo nó, ông này ổng lên cơn, 12 giờ ổng lên cơn rồi nè. Lên cơn mới nói cái ly trà nào chữa cây xăng. Đó thì ông đang miên man suy nghĩ thì có một cuộc điện thoại từ ở chợ Bạc Liêu nói ông Ký ơi, bây giờ cái cây xăng giữa chợ Bạc Liêu đang bốc cháy. Đó thì ông vừa nói vậy ông hết hồn lúc này, tại ông là giống như tỉnh trưởng bây giờ mà. Nghe nói cây xăng ở chợ mình mà cháy vậy là hốt hoảng xuống để lái xe. Lúc đó Đức Thầy đòi đi theo, ông mới không cho, nhưng mà cuối cùng Đức Thầy dành đi theo. Và Đức Thầy nói ông Ký thôi để tôi lái cho, tại Đức Thầy có xe riêng mà. Ông Ký không cho. Thì ông Ký gạt tay mấy lần thì ông chạy, tại vì nếu chung là cái người mà có tâm trạng không vui không tốt rồi thì tay lái mình đó là nó không ổn định. Đó, trong lúc này thì Đức Thầy á ngồi, ông Ký chạy vừa đang chạy với tốc độ cao thì bà già ở đâu trong mé đường, bà già thì lớn tuổi đâu có nghe được cái tiếng kèn. Ông bóp kèn mà không nghe, băng ngang. Đức Thầy chụp cái tay lái, Đức Thầy lái qua một cái rồi là thoát nạn. Đó là cuối cùng là vừa tới chỗ cây xăng là cái đám cháy vừa tắt. Lạ hơn nữa là những vị bô lão ở đây bưng cái thao ra để hứng nước, nói ông Ký ơi chuyện lạ quá, ông Ký ơi, ông Ký hỏi gì đâu lạ, cây xăng cháy mà làm gì lạ, sao tắt rồi. Đó thì mới kể là tự nhiên ở đâu mà cây xăng bỗng nhiên nổ rồi cháy, đúng 12 giờ là tự nhiên đâu mà cái đám mây lửa đang cháy lớn, mà đám mây đó dần vũ ngay cây xăng là nó mưa xuống một đám mưa, mà đám mưa nó lạ một điều là đây nè, ông Ký ông coi đi, trong trà, cái thao là vẫn còn cái mùi nước trà luôn, thơm ngon, tại trà của Pháp mà. Đó, ông Ký lúc này thấy đúng ra mới quỳ, muốn quỳ xuống mà phát nguyện quy y tu luôn tại chỗ. Nhưng mà ông suy nghĩ rằng sĩ diện, mình là tỉnh trưởng khu vực này, xối phủ Nam Kỳ, nguyên cái miền Nam mình là một cái uy tín danh dự. Mình quỳ vậy là bể mặt mình sao, thôi để về nhà phát nguyện quy y luôn. Sau khi trên đường về, tư tưởng đang miên man sửa sẵn về, xuống xe xong rồi Đức Thầy lên sửa sẵn quỳ xuống, dạ thưa thầy, tính quy y. Đức Thầy đỡ lên, Đức Thầy không cho, thôi ông đừng quy y, đợi ít bữa nữa mấy ông bạn ông bên Pháp về quy y luôn. Vậy là ông kiếm suy nghĩ nó, vậy là ông này ông khi người tại đó. Vì hôm nay mình không tu tới giờ mấy tháng trời ở đây, cuối cùng mình gặp chuyện vậy, mình xin tu không cho tu, chắc không cho mình tu quá. Thì đang suy nghĩ thì một cuộc điện thoại nữa làm những người bạn nói rằng sẽ trong vòng 3 ngày nữa sẽ đến nhà ông Ký. Tại sao vậy? Tại nghe nói rằng ba người đó, một người là tiến sĩ, là một người là kỹ sư, nói chung là những người có học hết, được từ bên Pháp đi du học bên Pháp về. Bên nước ngoài về. Tại vì hay tin rằng ông Ký là đang tôn sùng một cái ông là có 21 tuổi thôi, so với tuổi con cháu của mình. Tức cho mình thì nói cho mau, ba ông mới nói rằng là sẽ một ngày trở về để gặp vị Ký Đức Thầy. Sau khi mà ba ông mới về, đó ba ông mới lý luận nói thưa ông Tư, ông nói về tâm linh, Đức Thầy nói về tâm linh, còn mấy ông đó nói về là bên ngoài, nói chung là bên một người thì nói về tâm linh, một người thì nói bên hiện tại. Cho nên cuối cùng Đức Thầy nói thôi bây giờ mấy ông nói khoa học, ông nói đó khoa học đẻ là Phật học, tức là khoa học nó cao, không, khoa học cao lắm, cao siêu lắm, khoa học giỏi lắm. Mấy ông nói Đức Thầy nó nè, thí dụ nè, cái quạt nè bấm là quay nè, cái đèn nè bấm vô là cháy nè, thấy không, khoa học nó giỏi gì đó. Đức Thầy nói không đâu, khoa học là con đẻ thôi, Phật học mới mẹ đẻ nè. Đức Thầy nói bây giờ mấy ông cúp cầu dao xuống đi, cúp cầu dao xuống, cúp hết cầu dao xuống. Đức Thầy cái đèn, Đức Thầy kêu chỉ vô, cháy là nó cháy còn hơn nãy nữa, chứ không phải cháy thường. Cái quạt ha, quạt là nó quạt, kêu mà muốn sập nhà luôn. Đức Thầy cái cõi kêu ngưng là nó ngưng, giống như xe mình thắng vậy. Thấy lạ không? Cho nên nó nói cho mau ba ông á, là lúc đó có ông Ký luôn, quỳ phát nguyện quy y. Phát nguyện quy y tu kể từ đó. Và cuối cuộc đời ông Ký là ông tu, ổng là một người rất là thuần tí trong đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ông biết trước 3 tháng, đến ông biết trước 3 tháng, trong 3 tháng đó ông bế quan trong phòng, cơm đem vô ăn, rồi không đi ra ngoài, vợ vô thăm không cho luôn. Và niệm Phật biết trước 3 tháng trời, là ông Ký giỏi, là ông Ký giỏi tại Bạc Liêu. Đó là xối phủ Nam Kỳ. Đó. Như vậy thì sau khi mà trong cái quá trình mà Đức Thầy ở dưới 15 tháng, trên 1 năm trời, trong đó thì có cô Năm Võ Thị Hợi, đây là cái câu mà sắp sửa mình đến đây. Đó, cô Năm Võ Thị Hợi là con của ông Ký Giỏi. Đó, con ông Ký Giỏi.
Thì cô này á, là sau khi mà ở trong nhà rất là mến phục, cho nên đâu phải chẳng những mà cái người, cái bài tình yêu Đức Thầy viết ra đó. Tại sao? Tại vì có một thiếu nữ trẻ trung đầy nhựa sống động lòng với Đức Thầy. Đức Thầy viết bài tình yêu để cảnh tỉnh một cái cô là chiến sĩ đó. Thì cuối cùng là không phải là một người nhưng rất là nhiều người đến đổi là cô Năm Võ Thị Hợi. Cô lúc trước cô phát tâm cô tu rất là ngon, rất là hay, rất là tốt. Cuối cùng thì tự nhiên đâu mà cái tấm lòng nổi lên là thương Đức Thầy. Đó, không biết nói gì mà cái mẫu chuyện đó người ta cũng không nói cho mình biết luôn. Đức Thầy đứng phía trước và cô Năm đứng lại đi chợ về, đứng lại nói không biết nói cái gì. Thì cô vô trong cô bếp để cô là nấu cơm, thì Đức Thầy mới đi lại nói với ông Ký á, giống như măng vốn vậy đó, là con của ông đã phạm đấng bề trên rồi. Trong lúc đó 7 ngày sau thì cô Năm Võ Thị Hợi lâm cơn trọng bệnh và cuối cùng qua đời. Đó, cho nên Đức Thầy viết cái bài là cho cô Năm Võ Thị Hợi Bạc Liêu. Và Đức Thầy cảnh tỉnh cô như thế này là hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành. Đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Quay về cõi phúc đừng chân đạo Phật Pháp Thiền Na dốc thực hành. Hãy ráng tu tâm là gì? Hãy ráng mà danh từ gì mà Đức Thầy nói ráng là mình phải cố gắng. Giống như cha mẹ mình kêu làm gì đó, thôi mày ráng làm cho rồi. Theo đúng là mình hết sức rồi, kiệt sức rồi, làm không nổi nữa. Mà kêu ráng tức là ngoài sức của mình. Kêu ngoài sức, bưng giác cái gì mà hết nổi rồi mà kêu ráng, tức là một cái việc gì khó khăn dữ lắm Đức Thầy mới kêu mình ráng. Giống như cha mẹ mình kêu mình ráng. Mà ráng làm gì đây? Ráng tu tâm. Vậy tu thì tâm. Tại vì tại vì xưa giờ mình tu tướng nó dễ, mà tu tâm nó khó. Tu tướng là sao? Tu tướng là mặc cái áo bà ba vô là thấy giống người tu. Nhưng mà quan trọng cái tâm mình có bà ba không? Thấy không? Cái tâm mình á, bây giờ ăn chay thì ăn tướng giỏi, mà quan trọng cái tâm mình được chay hay không? Niệm Phật thì Nam Mô Phật thì được, nhưng mà cái tâm có niệm Phật không? Tức là tu tâm là cái điều nó rất khó. Tức là tại vì đó, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật cho biết rằng là chiến thắng muôn binh không phải là chiến công của anh liệt, mà chiến thắng được lặt giặc lòng đó là kỳ công hiển khách chuyển gian. Tức là mình chiến thắng bên ngoài bất cứ cái gì cũng được, nhưng mà cuối cùng thắng giặc lòng là không được. Giặc lòng là khó à? Nhất là tu tâm là khó nhất. Tại sao vậy? Tại vì nó vô tướng, nó không thấy. Ví dụ bây giờ ở ngoài mình muốn đi đâu đó, mình ngăn chặn mình không cho đi được. Còn cái tâm mình nó phóng túng chỗ này, cho nên gọi là tâm viên ý mã. Trong nhà Phật nó là tâm viên ý mã, tức là cái tâm mình nó giống như con khỉ, giống như con ngựa nó chạy vậy. Phóng nó nhảy tùm lum ngồi đây, chứ cái tâm mình nghĩ chỗ này, nghĩ chỗ kia, xẹt động. Cho nên Đức Thầy kêu chúng ta là hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành. Tu tâm tức là gì? Là trao sửa cái tâm, gọi là trao sửa tâm lành tìm cõi cũ đó. Tức là làm sao chúng ta là phải khắc phục tất cả, muốn cái tâm mình nó yên lặng đó. Gọi là chúng ta muốn cho cái tâm mình nó trao sửa tốt, thì bằng cách là phải bên ngoài giữ giới, gọi là trồng cây mà chẳng lấp rào để cho gió lại tạt vào gốc lai. Lòng người chẳng ớt mà cai bị câu tài sắc đổi thay không lường. Vậy thì bây giờ giống như cái giếng mà nó, tại sao cái nước trong giếng nó lúc nào cũng lặng trang hết? Ngoài sông thì gió vô cái sông nó mới có sống, mà cái giếng tại sao không có sống? Là tại vì nó nhờ có cái miệng giếng. Cái tâm mình dao động là lý do nhờ không có, mình không có giữ giới. Giữ giới là hàng rào. Cho nên Đức Phật cho biết rằng giới minh nhật nguyệt diệt nhanh lạc châu di trần bồ tát chúng do thị thành chánh giác. Giới sáng như mặt trời mặt trăng bồ tát đông như vi trần đều do giữ giới mà ra. Tức là giới là hàng rào. Hàng rào, hỏi cho cái người tu bây giờ mình phải có hàng rào, mà hàng rào không có thì nó sẽ bị động tâm. Vậy thì tu tâm tức là tu trở ngược về bên trong. Dưỡng tánh là gì? Tu là sửa, dưỡng là cho nó thêm. Tại vì con người ai cũng có tánh Phật. Đức Phật cho biết là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Mà Đức Thầy khẳng định qua câu là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng giải tà nó quay lộn ta bà cảnh khổ. Tức là cái tâm mình là cái tâm chúng sanh. Tại vì lúc mà mình chưa có giác ngộ thì nó hai, nhưng giác ngộ rồi nó chỉ một. Bây giờ thứ nhất tức là cái tâm mình phải tu rồi, phải trao sửa rồi. Cái tâm thì gồm có là tham, sân, si. Đó, tham lam, sân nộ và mê si. Mà tham là gì? Chia ra 6 phần: tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Đó là tâm nghe. Đó, tâm là tham danh là gì? Tức là làm gì người ta khen mình phái lắm. Đúng rồi. Không? Làm người ta khen mình tào ơi, công nhận nghe mấy anh đi làm từ thiện tốt lắm nha, nghe nói là phái. Mà chê cái là mặt sụ liền. Tức là phải danh. Thứ hai đó là tham danh và tham lợi. Tham lợi là tham tiền. Tiền thì khỏi nói, ai cũng dính ít nhiều. Nhưng mà mình phải cố gắng gì đó, làm sao mình không dính là phải làm sao? Tức là phải suy nghĩ tiền để mới mốt hết. Của là của năm nhà, không? Một là bị hạ tịch thu, hai là lửa cháy còn đâu của mình, ba là nước cuốn thình lình, bốn là con vợ của mình phá tiêu, năm là trộm cướp làm liều nghĩ si cạn lẽ như rìu trôi sông.
Đó, như bây giờ mình thấy miền Trung không? Năm nhà ha. À, của năm nhà thì cuối cùng nó rồi thì nó tiêu hết. Như vậy thì bây giờ tham danh là tham lợi nè, tham sắc là tham sắc đẹp. À. Nguyên một đoàn người đi đi. Mình là chụp hình này kia mình biết á, một đoàn người đi mặc đồ sặc sỡ này kia nọ, nhưng mà ai cũng xấu hết, mà trong đó có người đẹp là mình nhìn liền. Phải tham sắc. Chứ bây giờ ở đem có 1.000 người đi thử coi. Cho nên ngày xưa có một chuyện như thế này, ngày xưa có một chàng thí sinh sau khi là lên kinh Lai Kinh ứng thí, nhưng mà sau đó thì quý vị mình biết đó, coi tiểu thuyết ngày xưa coi chuyện Kiều á, Nguyễn Du tả và diễn chuyện Kiều cũng đẹp thôi, sắc nước hương trời, chim thấy chim xa, cá thấy cá lặn, một sắc đẹp lũng thuyền chìm tàu, nguyên thình thuyền đổ nước, đẹp dữ lắm, đẹp không thể tả được mà. Cái thằng chàng thư sinh này ôm nàng Kiều kêu bạn là coi nàng Kiều mỏng chuyện đó, rồi tôi nói nghe nó mê bỏ học luôn. Một hôm nọ trong cái chỗ mà nấu cơm đó có cái bà già, có cái nấu cơm đó, cái túng xá đó có cái bà già nấu cơm cho mấy cái người mà sinh viên ăn. Thấy thằng này nó mê bà Kiều quá, bữa nội không nhăn bữa tối cũng ngày rằm vậy ha, bữa rằm giống cỡ này nè. Trăng mờ mờ gió thoảng đưa thương, ngày nào anh cũng ra ngoài anh ôm cây này cái kia, nó nàng Kiều đâu cũng đến với ta rồi không. Bữa đó bà già bà gặp bà sức dầu thơm này kia ha, bà sức kem rồi vô vệt phấn rồi vô xin dầu thơm rồi đứng trên gió bằng nguyên cái áo dài, mấy đứa học sinh bằng áo dài trắng vô mới xộm lắm rồi, gâu ghia cái bằng chào không à, ăn miệng chậu không nhái cà phép vậy đó. Thấy thằng này quá giờ cảnh tỉnh nó coi sao, lúc này là thấy nó đi tới lui cái thằng này, nó vừa thằng cái học sinh nè, sinh viên này vừa nói nàng Kiều đâu không đến với ta, trong mơ màng mà có bả đi lãnh giải em đến với nàng chàng đấy. Nghe nói vậy cái ông nhào ôm nàng Kiều liền, lúc này tại mình nửa mửa tỉnh nửa mê mà nhào ôm nàng Kiều, xong nghe xong bằng đầu thì thơm mà xong gần xong nghe mùi trầu quá. Giờ nó bà nội bà làm gì bà nội, nó bà nội bà làm kiểu gì hả, tôi đang mơ tưởng nàng Kiều mà làm gì mà nhào với bà đạt đẹp như thiết Kiều hả. Ta năm nay mới 80 tuổi, chú nói tôi bà nội bà Kiều năm nay còn là chừng 200 tuổi, vậy là bà kêu tôi tới bà cốc là đó. Nàng Kiều đẹp là từ mấy trăm năm chục năm về trước còn đẹp kìa, còn bây giờ là đâu có đẹp nữa, cho nên máu mũ thịt xương bọc bởi da gượng làm Kiều Mỹ dối người ta, ngàn xưa thải thải anh hùng lụy, trăm tuổi đều dù dối mộ ma. Tức là cái sắc nước hương trời ấy các trò có khác chi cành qua, sớm nở là chiều tàn không chi bền chắc. Cho nên Đức Thầy nói là tham sắc nè, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Những sự ấy đã xô đẩy con người vào chẳng biết bao cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thám họa tài trời, những tấn tuồng dọc giả, giặc giả, cướp của, giết người, vân vân. Như vậy thì bây giờ tu tâm là gồm có là tham, là sân, là si nè. Đó là tu tâm. Rồi dưỡng tánh là gì? Tức là cái tánh Phật mình hôm nay đã có sẵn trong tâm rồi, đã có sẵn rồi. Dưỡng là gì? Tức là thêm thôi. À, bây giờ thí dụ là nó không muốn làm từ thiện mình phải ung đúc làm từ thiện, phải không? À, tức là dưỡng tánh là gì? Tức là hiện nay nếu mà cái tâm giải đãi nó kêu mình sửa sẵn cúng là nó có hai thằng liền. Một thằng nói thôi bây giờ giấc này chiều nghe cúng nha, tu theo hòa hảo cúng nha. Cái thằng thứ hai nó bàn có không quý vị? Thằng thứ hai nó bàn liền. Nó bàn, đi về mệt quá. Đi quay phim về mệt quá, giấc này thôi nghỉ tí nữa đi. Nằm giỏng chút nữa cúng. Nằm lỡ ngủ quên tới 8 giờ dòm dòm thôi giờ này nghỉ luôn. Nghỉ luôn hả? Sáng 5 giờ thì thí dụ 5 giờ phát thanh mình cúng được rồi, sáng chiều bình đẳng chớ lơi thường hành như vậy, nhớ là đừng sai. Sửa sẵn cúng rồi 5 giờ nó hôm mình đi thức khuya quá thôi gác nằm tí nữa cúng. Tí nữa quốc tí sủ mặt trời cao lên đó, mặt trời cao của này ra đứng cúng ta cười chết không nghĩ luôn. Đó. Như vậy thì chúng ta là tu tâm dưỡng tánh, tức là cái tánh mình phải cho nó lên mau thêm. Đó, tánh Phật. Như vậy thì đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Ma nghiệp là gì? Con ma là nó vô hình, cái nghiệp nó gồm có bạch nghiệp và hắc nghiệp. Bạch nghiệp và hắc nghiệp, tức là bạch nghiệp là cái nghiệp tốt, nghiệp lành, nghiệp thiện là bạch nghiệp, hắc nghiệp là nghiệp xấu, nghiệp tội, nghiệp lỗi. Như vậy cái thân mình nó có 10 điều ác nè, sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Ý nghiệp sanh có 3 điều ác là khẩu nghiệp sanh 3 điều ác là lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, giọng ngữ. Ý nghiệp sanh 3 điều ác là tham sân si. Như vậy thì chúng ta đừng cho ma nghiệp, tức là con ma là cái dự vô hình, nó là quỷ nguyệt rất là giỏi. Ma nghiệp vọng tâm sanh. Chữ vọng là gì? Chữ vọng đó tức là thường thường mình ngồi đây mà nó nhớ chỗ này, nhớ chỗ kia, gọi là vọng tâm. Nhà Phật là đại kỵ vấn đề vọng tâm. Nó cho nên Đức Thầy nó đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Tại vì mình hiện giờ ngồi đây chắc nó nhớ nghe, ngồi đây chứ mơ làm gì, ông nào thiếu tiền sao, bà nào đóng hụi chưa trả sao, bà nào góp sao. Sao đó ngồi để ăn cơm chứ mới ăn cái này chưa no là mới suy nghĩ mơ mình phải ăn món gì đó. Đó là vọng tâm. Đức Thầy kêu chúng ta phải đừng cho ma nghiệp. Cái nghiệp mình là tham sân si nè, sát sanh, đạo tặc, tà dâm,
lưỡng thiệt ý ngôn mắc khẩu dòng ngữ, tham sân si, như vậy thì đừng cho mấy cái điều này vọng tâm. Nếu mà sanh, gọi là thường thường cái tâm mình nó sanh cái chữ tâm mà quỷ hai ma tiên hay Phật cũng là tại nó, tức là các ăn thua cái tâm mình thôi, nó sanh ra chuyện này gọi là sanh tâm. Đây trong kinh Kim Cang đó, Đức Phật đã cho biết rằng kinh Kim Cang nó gồm có 32 phẩm đó. Như vậy thì trong đây đó, nó gồm có là cái tâm của mình là quá khứ tâm, bất khởi đắc, hiện tại tâm, bất khởi đắc, vị lai tâm, bất khởi đắc, tức là quá khứ tâm, hiện tại tâm và vi vị lai tâm. Hiện tại cái tâm mình ngồi đây thì để cho cái tâm mình giữ lấy, đừng suy nghĩ ngày mai, tức là qua là cái chuyện chưa tới mình suy nghĩ, và cái chuyện quá khứ qua rồi mình cũng không nên lôi nó về, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai, gọi là tâm sanh. Rồi quay về cõi phúc đường chân đạo. Chữ quay về là gì? Tại vì thường thường mình bị phóng túng, mình bị rong rỗi đó đây, cho nên có mẫu chuyện như thế này. Ngày xưa có chú Tăng Hộ, Tăng Hộ tên là Tăng Hộ là Sa Di, cái đại bên đạo Phật là mới vô gọi là Sa Di đuổi quạ, tức là không giữ được giới nào hết, hoặc là 10 giới à, đuổi quạ, hoặc là ngồi quạ cho ông thầy quạt quạt suy nghĩ, quạt quạt nè, quạt quạt cách sao mà không biết, làm cho cái quạt á rớt xuống cái đầu ông thầy cái cớp. Ông thầy ông la, nó con tại sao mà con không lo quạt cho thầy, mà con cái gì đâu vậy? Ông suy nghĩ liền, ông nói mình nó không cha không mẹ mà vô đây, vô đây rồi tu với ông thầy mà thầy không thương, thầy còn la gầy hoài mệt, mệt phải chi mình có gia đình này kia nọ. Ông đoạn suy nghĩ nghe, nó thôi giờ mình về đi, mình đi về, nhưng mà mình đi về rồi sao mình sống đây, mình về mình xin con gà, xin một trứng gà thôi, đừng có con gà, xin một trứng gà, trứng gà đó, trứng gà mái ấp nở nở đẻ 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 ấp nở nở đẻ đẻ, sau đó mình sẽ bán hết bầy gà mua con heo, con heo thì mua con heo nái rồi nó đẻ thiệt là sai, đẻ cái 10 con 12 con đẻ thiệt là nhiều đó, đẻ heo heo đẻ rồi bắt đầu lúc này đẻ heo đẻ ra mình mua con bò, mình trở thành một trang trại bò heo gà vịt, mình trở thành bá hộ, lúc này mình giàu rồi, mình phải có vợ không, mình có vợ, sau khi mình có vợ rồi thì mình phải vợ đẹp nè, mà phải có con mới được à, có vợ con nói giỏi tông đường, tuy rằng ông bà không có nhưng mà hôm nay phải nói giỏi, nhưng mà nghe mình có vợ con rồi mình phải đem vợ con mình tới thầy quý y, hồi xưa mình ở chỗ ông thầy này nè thấy không, suy nghĩ rồi thôi đem vợ bồng bế vợ con là ông thầy sắp chữa gần tới thầy rồi, mới dành đứa nhỏ à, tức là đứa nhỏ kháo khỉnh lắm, đẹp kêu bằng Khôi Ngô Tuấn Tú, giống như cậu bé này ngày xưa à, thôi đưa đây tôi ẩm cho bà vợ nó, thôi anh không có ẩm được đâu, hai chồng giật qua giật lại đứa nhỏ rớt cái bẹp khóc mé là nó trơn. Chú Tăng Hộ giận quá cầm cái cây quánh một cái bóp, dùng con vợ dùng mà cãi lời chồng, mà quánh không trúng bà vợ mà lấy cái cây gõ động thầy chùa cái bóp tại sao vậy? Tại vì là nãy giờ nằm trên bao thôi à, chứ đâu có chuyện thiệt. Nãy giờ ông thầy ông quánh cái ông giận ông về ông suy nghĩ, nó nãy sanh ra nguyên một điều vòng tròn, cuối cùng quánh ông thầy, ông thầy nói rằng Tăng Hộ, ngươi không có quánh trúng cái đầu cái mình của vợ của ngươi đâu, mà quánh cái đầu chọc lão tăng đau muốn chết đây nè. Ông thầy không biết rồi, biết luôn, ông đắc đạo mà thưa quý vị. Cho nên gọi là đừng gọi là quay về là vậy đó, quay về tức là quay về cái nội tâm thanh tịnh, lúc nào mình cũng luôn luôn lúc nào định tâm thần như mặt nước hồ, suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối, muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối ghi vào lòng sáu chữ Di Đà. Như vậy thì chúng ta gọi là quay về cội phúc. Chữ cội là gì? Cái cây này gồm có cái gốc nè. Tại sao Đức Thầy ông kêu quay về cái ngọn, quay về mà tại sao Đức Thầy kêu quay về cái cội? Cái cội, cội là cái gốc. Quay về cội phúc, phúc là phước đó, theo chữ Nho nó gồm có 214 bộ, ở trên là bán hành kế chữ phúc, tức là nhất khẩu điền là chữ chữ phúc, tức là hạnh phúc rất là tốt đó. Quay về cõi phúc đường chân đạo đó, đường chân đạo là gì? Tức là cái đoạn đường này là chân, là gì? Chân thiện mỹ đó. Vậy thì Đức Thầy cho biết là chúng ta nói là dạy đạo chánh vì thương Nam Việt. Vậy thì Đức Thầy xuống ra đời dạy đạo hôm nay kêu chúng ta phải đi về con đường chánh đạo. Chánh đạo là gì? Tức là nó trái ngược lại tà đạo đó. Vậy thì chúng ta phải đi về con đường chánh đạo, lầm tà đạo nhân hư bất dụng. Tức là hôm nay chúng ta đi là con đường chánh đạo, là qua về cõi phúc đường chân đạo. Đức Phật ngày xưa nói rằng nơi nào có bát thánh đạo là nơi đó đạo chánh. Bát chánh đạo là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định, tức là bát chánh. Nơi nào đạo nào mà có bát chánh đạo là nơi đó có đạo chánh. Vậy thôi, tức là quay về cội phúc đường chân đạo. Câu thứ tư là Phật pháp thiền na dốc thực hành. Phật là giác ngộ, chữ Tàu dịch là Buddha, bớt gọi là Phật Đà, bớt cái chữ Đà gọi là chữ giác. Phật giả là giác giả, giác giả là tỉnh giả, giác giả nha đó, tức là biết giác nghĩa là gì? Giác ngộ,
chứ không phải mà mình gặp cái gì ngộ mình giác. Cái gì giác ngộ, tức là ngộ là gặp là nhận, giác là sự hiểu biết. Đức Phật lúc nào cũng giác, Đức Phật là trường giác, còn mình đoán giác. Ngồi đây giác ngộ chứ lát về nhà là nghỉ giác, gặp gì ngộ giác. Nọ mà đi chùa là giác ngộ, ra ngoài gặp đôi dép là đẹp đẹp là giác đôi dép đi. Cho nên chúng ta gọi là đoán giác, không có được trường giác. Nếu trường giác là sẽ thành Phật. Phật gọi là Phật thành được thì chúng sanh thành được, thánh giới phàm cũng một bản lai, khác nhau kẻ tỉnh người sai, chết ai thì cũng như ai đủ hình. Vậy thì bây giờ gọi là chúng ta là Phật pháp, Phật là giác ngộ. Đó, Đức Phật là giác ngộ. Như vậy thì cái sự giác ngộ đó, Phật thì nó gồm có 10 hiệu. Đúng cái nghĩa đó là Phật là 10 hiệu nha. Ưng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế văn giải, điều ngự trượng phu, thiên như sư, vô thượng sĩ, Phật Thế Tôn. Vậy là Phật là có 10 hiệu. Thứ nhất là ưng cúng. Ưng cúng là gì? Tức là Đức Phật đó là Ngài, mọi người đều là lúc nào cũng cúng dường cho Ngài, gọi là ưng cúng. Chánh biến tri, chữ chánh biến tri, chánh là gì? Là đúng. Chữ biến tri, tất cả mọi điều đều biết hết, gọi là chánh biến tri. Tri là biết. Minh hạnh túc, chữ minh là sáng suốt, chữ hạnh là tứ tướng oai nghi, túc là đủ, tức là mình chứ không phải như mình mà Đức Phật ngồi đâu phải trang nghiêm mới ăn, gặp mình vừa ăn vừa đi vừa chạy vừa nhảy vừa nhót. Đức Phật ngồi đâu trang nghiêm, gọi là minh hạnh túc. Đó. Rồi thiện thể, thiện thể là gì? Thế gian đó Đức Phật có là phát lên 48 lời đại thệ nguyện, đó là Đức Phật A Di Đà. Gọi là thiện thể là cái câu nguyện Đức Thầy lúc Đức Phật lúc nào cũng vậy, cũng như Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện rằng là tất cả địa ngục nó thoát hết là Ngài mới thành Phật. Như vậy thì gọi là thiện thể. Rồi thế gian giải, tức là giải tất cả những nỗi khổ của chúng sanh, gọi là thế gian giải. Điều ngự trưởng phu, điều ngự là gì? Chứ điều ngự, ngự là gì? Ngự, điều ngự tức là thắng mình. Trưởng phu, nó thắng mình và trưởng phu, lúc nào gọi là trưởng phu, chỉ cả dọc ngang đó, điều ngự trưởng phu. Vô thượng sĩ, thiên nhân sư. Thiên nhân sư là gì? Là trên dưới trời chẳng ai bằng Phật. Phật là ra ngoài dùng tam giới, tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, trên tầng trời 28 tầng và 33 cõi, gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bữa nay nói chuyện trên trời khai nha. Thấp nhất của cõi trời tứ thiên vương một ngày một đêm bằng 50 năm ở đây. Cõi trời đau đau sức thiên một ngày một đêm bằng 100 năm ở đây. Đau lợi thiên một ngày một đêm bằng 150 năm ở đây. Tha quá tự tại thiên một ngày một đêm bằng 200 năm ở đây. Đó. Mà Đức Phật là ngoài cái dòng tam giới, là ngoài trong cõi trời vẫn còn già, vẫn còn già, vẫn còn sanh tử. Tại sao vậy? Hết phước, hết phước rớt xuống, hết phước rớt xuống. Cho nên cái người mà giàu sang làm phước, nếu mà không phát tâm vô thượng bồ đề, không có phát tâm đó thì chúng ta sẽ về cảnh giới trời hưởng phước mà thôi. Nhưng mà ở trên đó sống đó, một người là cả triệu tuổi, mà một ngày một đêm bằng ở đâu? Bằng tứ thiên vương, thấp nhất đó là bằng 50 năm ở đây. Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta nói là quay về câu phúc được cho Phật pháp thiền na là Phật pháp. Phật là cao hết tất cả, là trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn đặc khó so. Đó. Như vậy thì bây giờ là quay về Phật pháp. Phật là bậc giác ngộ, Ngài có là tứ vô lượng tâm, đó, từ bi hỷ xả. Và bên cạnh đó thì đã Ngài đã biết được cuộc đời khổ, từ phàm phu, từ có gia đình, rồi từ có tất cả địa vị, nhưng cuối cùng Ngài bỏ hết, Ngài tu thành Phật, đấng giác ngộ vô thượng bồ đề. Đó. Vậy thì Phật pháp thiền na, pháp là gì? Là lời Đức Phật nói ra. Chữ thiền na là gì? Chữ thiền đó là tĩnh lặng, là tư duy. Mà thiền na tức là thiền trong mọi thời khắc. Thiền na là thiền na, tức là lúc nào cũng vậy. Thường thường mình nói Đức Thầy sao không thấy dạy thiền, đây là thiền na. Thiền na là gì? Xin nói lại, tức là trong mọi giây mọi phút là thiền na. Đó, lúc nào cũng dòm thấy cõi lòng, lúc nào cũng nhìn thấy mình ăn cơm mình biết ngon, mình làm gì cũng biết hết, tất cả mọi cái mình làm chủ lấy mình. Thí dụ mình ăn cơm để sống thôi. Cho nên một vị đó đến hỏi một vị thiền sư, đó, hỏi vị: thưa ngài, vị chớ đạo là sao? Vị thiền sư trả lời: đạo dễ, tu nó dễ, đói ăn, khát uống, buồn đi ngủ. Cái chú tiểu này nó dạ thưa bạch thầy, vậy chứ cái chuyện đó ai không làm được. Đúng rồi, đói thì ai cũng ăn, khát ai cũng muốn, buồn ai cũng ngủ. Nhưng mà tại sao thầy nói là đó là cái đạo cao siêu? Vị thiền sư trả lời: vậy chứ con không biết, cái người ở thế gian đói họ không ăn,
họ đói họ thèm, thấy không? Đói đâu có ăn cơm, thèm cái gì suy nghĩ là thèm thịt, thèm hủ tiếu, thèm vân vân, cái gì mà mình thích mình thèm, tức đói không ăn. Nếu đói mình ăn liền, có gì ăn nấy thì đó là đạo, đói ăn. Rồi khát uống, mình khát đâu có uống, khát thèm cà phê sữa hay hoặc là cái gì đó, trà xanh vân vân vân, mình khát ở suy nghĩ, mình không bao giờ uống đâu. Chứ nếu mà khát uống liền là mình vô, tức là mình đã thắng lòng mình liền, có gì uống nấy là khát uống. Buồn đi ngủ, mình buồn đâu có ngủ, buồn đi đá gà, đi buồn cái đi quánh tứ sắc, ví dụ vậy, hay buồn đi quánh lô tô, đi nhậu nhẹt. Đó, buồn là làm những chuyện này, chuyện kia, tất cả mọi thứ, tức là không có đi vào con đường đạo đức. Là lý do là nếu đúng với con đường đạo là đói ăn, khát uống, buồn đi ngủ là thiền na. Đó. Và thêm một điều nữa là cho chúng ta thấy rằng thường thường á, mình á, là không có an phận. Không an phận là gì? Không an phận tức là có này, sống được mà không chịu, đầu lên nó cao chút nữa. Tức là đó là chúng ta đi lọt ra ngoài cái con đường khác. Tức là chúng ta là Phật Pháp thiền na, chữ dốc là cố chí là hết lòng, gọi là dốc thực, thực là thực thi, hành là hành động. Tức là Đức Thầy khuyên chúng ta phải cái con đường Phật Pháp đó. Tại vì con đường thiền đó, nếu nói về Đức Phật ra đời 49 năm hoằng hóa lợi sanh, trong đó là có 5 thời nói kinh. Trong 5 thời nói kinh này chia ra là Hoa Nghiêm 21 ngày, gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm nhị thập phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, cuối cùng là Pháp Qua Niết Bàn cộng bát niên. Tức là trong 49 năm con đường hoằng hóa lợi sanh Đức Phật chia ra 10 tông: Thiền tông, Tịnh độ tông, Di thức tông, Mật tông, Pháp tướng tông, Câu xá tông, Thành thật tông, cuối cùng là Hoa Nghiêm tông. Và trong đó có Thiền tông và Tịnh độ tông là thông dụng, là tất cả những hàng Phật tử thường hành để mà rất dễ hành. Đó, vì chương trình thiền na tức là mọi phút mọi giây chúng ta phải thấy mình. Đó. Thì thưa quý vị, vừa qua chúng tôi cũng trình bày 4 câu giảng trong cái bài cho cô Năm Võ Thị Hợi Bạc Liêu. Thì 4 câu giảng này Đức Thầy cảnh tỉnh, tuy nhiên là nói riêng cho cô Năm Võ Thị Hợi mà nói chung cho tất cả mọi người chúng sanh. Và nói riêng một điều nữa là cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cố gắng ở trên là tu tâm dưỡng tánh, là đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, rồi cuối cùng quay về cõi phúc đường chân đạo Phật Pháp thiền na giúp thực hành con đường rốt ráo của đạo Phật, là chỉ thiền na trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Và đến đây chúng tôi cũng xin tạm ngưng. Và dạ, chúc quý vị mình cũng thân tâm an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn bạn Hiền Thanh Hữu, rất là đúng là phải nói là không hổ hổ thẹn danh của Thanh Hậu, phải nói là rất là thông thái, rất là nghe, rất là đi sâu vào lòng người, dễ hiểu mà rất là rõ ràng minh bạch. Và giúp cho bạn Hiền luôn luôn là thân tâm thì lúc nào cũng an lạc trí huệ, thì lúc nào cũng được khai sáng ha, đạo quả viên dung. Rồi một ngày gần đây thì anh em mình sẽ kết hợp để mà nhớ là đi tranh thủ thời gian để mà sắp xếp đi với tôi nha. Dạ rồi, anh em mình cùng nhau hợp tác để mà đi trên con đường thiện nguyện nha. Sắp xếp thời gian rảnh là cái gì chạy lên tôi là đi chung với tôi ha. Rồi cái kênh của mình là anh Dũng mình đặt nha. Cái kênh của Thanh Hậu, bây giờ Thanh Hậu sắp tới là Thanh Hậu sẽ tạo một cái kênh Thanh Hậu là tên gì? Thanh Hậu cư sĩ ha. Rồi Thanh Hậu sẽ tạo một cái kênh YouTube để mà nói về vấn đề đạo Pháp như là những người cư sĩ, để mà cho quý vị xem nha. Quý vị nhớ ủng hộ kênh của Thanh Hậu cư sĩ nha quý vị. Rồi xin chào bạn Hiền nha. Chúc cho bà con luôn luôn mạnh khỏe.